Có trường hợp thay màn hình mới cho khách á, nhưng màn hình cũ không còn á, thì mình không thể lấy thông tin màn hình cũ để fix qua màn hình mới, thì mình giải quyết như thế nào? Mình lấy một màn hình mới gắn hoàn chỉnh một cây máy, sau đó kết nối điện thoại với máy tính. Trên máy tính á, cài phần mềm Bluetooth, cho điện thoại kết nối với phần mềm Bluetooth. Trong phần mềm Bluetooth mình chọn View Device. Sau đó ở mục MTSN mình nhấp phải thông tin, nó chọn mục copy. Sau đó mình lấy màn hình ra khỏi main. Gắn màn hình mới vào bộ fix. Kết nối bộ fix với máy tính. Trên máy tính mình mở phần mềm fix lên. Mặc định màn hình khi mà cài phần mềm fix đó, thì mặc định nó sẽ tiếng Hoa. Mình sẽ chọn lên ngôn ngữ tiếng Anh. Đó là mình ở mình chọn một tab thứ ba. Ở một sổ xuống mình chọn một tiếng Anh. Xong mình chọn lên một tab đầu tiên. Mình nhấn Read Data để đọc thông tin màn hình. Sau đó mình để ý ở mục MTSN, mình xóa dòng này đi. Mình nhấp phải, chọn Path là thông tin vừa nãy mình vừa copy. Xong đó mình chọn Write Data. Ok, vậy là thông tin đã được ghi qua màn hình mới. Khi gắn màn hình vào main á, thì sẽ có true tone.